Xin chào tất cả mọi người. Đây là kênh tìm hiểu chữa bệnh bằng thuốc nam. Nếu có nhu cầu cập nhật được thường xuyên, thì xin mọi người hãy đăng ký kênh. Chứng đau nhức đầu là một triệu chứng thường gặp của nhiều bệnh. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng do tác nhân bên ngoài ngoại cảm hay bên trong cơ thể nội thương. Theo y học cổ truyền, đau đầu gồm nhiều thể, can khí nghịch, đàm chọc, huyết ứ, thận khí suy tổn và khí huyết hư. Cúc hoa và xuyên cung là hai vị thuốc trong bài tứ vật thang gia vị trị nhức đầu do huyết hư, người bệnh nhức đầu do khí huyết hư do ăn uống không đầy đủ lao động quá sức bị ốm lâu ngày mất máu băng huyết làm khí huyết không đầy đủ không nuôi được não gây đau đầu xin giới thiệu một số bài thuốc trị đau đầu do khí hư người bệnh đau đầu lúc đau lúc không lao động thì đau tăng sắc mặt trắng người mệt mỏi đoản hơi không muốn nói đổ mồ hôi sợ lạnh miệng nhạt lưỡi nhợt ít rêu mạch tế vô lực phép chữa lại ích khí thang dương dùng bài thuốc bài một gạch ngang bổ trung ích khí thang, nhân sâm 16 g, hoàng kỳ 20 g, bạch chuột 16 g, đường toai 12 g, thang ma 4 đến 8 g, xài hồ 4 đến 8 g, trần bì 8 g, cam thảo 8 g. Sắc uống. Già giảm, nếu ăn không biết ngon, bội bạch chuột, thêm mạch nha 15 g, kê nội kim 10 g, vị hàn chân tay lạnh, thêm tế tân 4 g, quế trì 8 g, tự đổ mồ hôi, bội hoàng kỳ, thêm phù mạch 12 g. Bài 2, hoàng kỳ 30 g, thiên ma 10 g sắc uống. Bài 3, Hoàng Kỳ, Đường Bạch Thực mỗi vị 16 gam, Thang Ma 8 gam, Nhân Sâm, Trần Bì, Xuyên Khung, Xài Hồ, Mạn Kinh Tử mỗi vị 10 gam, Cam Thảo 6 gam, Tế Tân 4 gam. Sắc uống. Chữa đau đầu do khí hư, biểu hiện nhức đầu về buổi sáng, buổi chiều nhẹ dần, cảm giác long óc, tinh thần mệt mỏi, yếu sức, đoàn hơi, ăn uống kém, mạch hư. Đau đầu do huyết hư, người bệnh đầu đau âm ỉ, ngồi dậy đau tăng, nằm thì giảm đau, xế chưa đau nhiều, hoa mắt chóng mặt, hồi hộp, mất ngủ hay quên, chân tay tê dại, mắt khô, lưỡi nhạt, rêu mỏng, mạch tế. Phép chữa là tư âm dưỡng huyết. Dùng bài thuốc. Bài 1, tứ vật thang gia vị, xuyên khung 8 gam, đường thoát, sinh địa bạch thực mỗi vị 12 gam, mạn kinh tử, cúc hoa, hoàng cầm mỗi vị 10 gam. Sắc uống. Già giảm, huyết hư nặng, thêm a dao 16 gam, long nhãn 16 gam, hồi hộp đánh chống ngực, thêm bá tử nhân 10 gam, tử thạch 10 gam, mắt khô rít, bội cúc hoa, thêm kỳ tử 12 gam, chân tay tê dại, thêm đan sâm 12 gam, kê huyết đẳng 20 gam, tàng chi 16 gam, hay quên, thêm thạch xương bổ 10 gam, viễn trí 10 g khí hư, thêm đảng. Sâm, hoàng kỳ, bạch chuột mỗi vị 16 gam. Bài 2, xuyên khung tẩm giấm sao 16 gam, đường toai tẩm rượu sao 20 gam, thục địa 24 gam, bạch thực 20 g bạc hà 12 gam, cúc hoa 12 gam. Sắc uống chữa đau đầu do huyết hư, biểu hiện nhức đầu âm ỉ, đau nhức từng cơn, đau tăng về đêm, ngũ tâm phiền nhiệt, hồi hộp đánh chống ngực, da trắng bệch, môi nhợt, mạch tế vi. Đau đầu do chân đầu thống, do nhiễm quá lạnh, khi âm hàn vượt lên trên vị trí của thanh dương, vào tới não tủy. Người bệnh biểu hiện đầu đột nhiên đau nặng, đau dữ dội, đau khắp cả đầu, chân tay rét lạnh, lạnh đến khớp quỷ tay và khớp gối, đau như gãy xương, chất lưỡi nhạt, mạch vi muốn tuyệt. Phép chữa là ôn thận tán hàn, chấn nghịch cố thoát dùng bài hát tích đan trầm hương phụ tử hồ lô ba dương khởi thạch tiểu hồi hương phá cố chỉ xuyên luyện tử mộc hương nhục đậu khấu mỗi vị 4 gam nhục quế 2 gam hát tích 8 gam lưu hoàng 8 gam